Thưa quý vị, sáng 5 tháng 3 tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, chủ trì cuộc họp trực tuyến với 63 tỉnh thành phố về công tác phòng chống dịch COVID-19. Phát biểu khai mạc cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, trên phạm vi toàn quốc, dịch COVID-19 vẫn được kiểm soát. Tuy nhiên, thời gian gần đây, nhiều địa phương ghi nhận số ca mắc trong cộng đồng tăng cao, nhất là sau khi biến thể Omicron thâm nhập vào nước ta. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu lãnh đạo các bộ ngành địa phương tập trung đánh giá những vấn đề đặt ra khi số ca mắc tăng cao, cũng như những vấn đề mới đột xuất cần lưu ý quan tâm để có giải pháp phòng chống dịch phù hợp, đề xuất bổ sung các biện pháp phòng chống dịch, đặc biệt là về thuốc, vaccine phòng COVID-19. Theo nhận định của Bộ Y tế, đến nay dịch COVID-19 cơ bản đang được kiểm soát trên phạm vi cả nước, chuyển sang trạng thái thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 theo nghị quyết số 128 của Chính phủ. Tuy nhiên, số mắc mới có xu hướng gia tăng nhanh tại hầu hết các tỉnh thành phố trong tháng qua, với khoảng 50.000 đến 75.000 ca mỗi ngày, ngày cao nhất là hơn 125.000 ca. So với tháng trước, số ca cộng đồng cả nước tăng 197,9%, số ca tử vong giảm 47,1%. Tuy nhiên, số ca đang điều trị tại bệnh viện giảm 24,5%, số ca nặng nguy kịch giảm 43,1%. Tỷ lệ chết mắc của 30 ngày qua là 0,2%, giảm 0,8% so với tháng trước. Biến thể Omicron có xu hướng gia tăng lây nhiễm nhanh trong thời gian gần đây, phổ biến ở các tỉnh thành phố, nhất là tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, thay thế dần biến thể Delta. Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho biết, Bộ Y tế đang phối hợp chặt chẽ với Tổ chức Y tế Thế giới cũng như các tổ chức quốc tế, quốc gia khác theo dõi tình hình dịch COVID-19 cũng như cập nhật sự biến đổi của virus SARS-CoV-2 để có thể tham mưu Thủ tướng Chính phủ quyết định coi COVID-19 là bệnh lưu hành khi thời điểm thích hợp. Hiện Bộ Y tế xây dựng một số nội dung điều chỉnh về cách ly y tế và biện pháp phòng tránh lây nhiễm, xin ý kiến của Ban Chỉ đạo Quốc gia để tạo điều kiện thuận lợi, bảo đảm thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế xã hội. Bộ Y tế đề xuất giảm thời gian cách ly y tế, nhưng tăng cường khuyến cáo thực hiện biện pháp 5K để hạn chế nguy cơ lây nhiễm và rút ngắn thời gian cách ly y tế.